Rồi, phải lên ngay cho anh em một cuốn băng cối. Cuốn băng cối này là cuốn băng cối 5. Em dành riêng cho các cái đầu cối tự hành, các cái đầu cối cổ ngày xưa. Anh em nào có máy đầu cối tự hành chạy băng 3, băng 5 thì lắp cái con cuốn băng này thì nó vô đổi luôn. Cái đặc biệt của cái cuốn băng băng cối 5 này ấy, dành cho các cái đầu cối tự hành đó là gì? Đó là anh em được thưởng thức chương trình đặc biệt, nhặt từng bài tạo nên một cái album vô đổi luôn. Và bên em thì từ xưa nay bán băng là bán cái giá trị nội dung và cái thời lượng sử dụng. Một cuốn băng 5 bên em thời lượng 3 tiếng ngang ngửa, thậm chí dài hơn cả băng 10 giá rẻ. Cả cái băng 10 tiêu chuẩn giá rẻ nó chỉ được 2 tiếng thôi, còn cuốn băng này là 3 tiếng đồng hồ anh em nha. Băng 5 mà 3 tiếng. Chương trình đây, nhạc vàng này, chương trình lead này, album này, album này, album này, đấy, album này, Tuấn Vũ Giao Linh Đôi Mắt Người Xưa, và thừa một số đoạn dây em thêm một bonus một vài bài, và nhiều ca sĩ tuyển chọn luôn, Dạ Hương, Hoàng Oanh, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Chế Linh, Hà Thanh. Một cuốn băng 5 3 tiếng đồng hồ thì chỉ có tại Sơn Loa mới có anh em nha. 3 tiếng dành cho các đầu cối cổ thì trải nghiệm được như băng 10.